cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay bên em dọn được một cây Maker 6 Shindaway E300S. Thì đời này nòng 36 nha mọi người, nòng đứng nha. Đó, rất thích hợp sử dụng gia đình 30cc. Và đây là ốp bên mặt ốp lam nó. Đặc biệt hơn đời này sử dụng ốp lam hai chân ốc, vận trực tiếp bằng khóa 13 nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Và tăng xích sẽ tăng bên hông này. Đó. Đây là cái chốt tăng xích của nó. Đây là mặt lốc trước của máy. Tình trạng máy ri nguyên bản không lai một con ốc nha. Máy đẹp xuất sắc 95%. Đó, đây là bên mặt ốp trên của nó. Mọi người thấy không? Đây là cái chốt cần e. Đây bên máy hộp giật này. Đằng sau là nắp bình chứa xăng nguyên, nắp bình chứa nguyên liệu xăng pha nhớt. Đằng trước là nhớt thải để đưa lam xích. Lam được sử dụng lam 30, xích là xích mét chuột nha. Đấy, lam còn chứa Shindaway nguyên này. Đó, mọi người thấy không? Còn rất là đẹp. Có điều là cái nước sơn của thằng này thì mình để lâu nó sẽ bị han rỉ đi, nó bay đi như mấy nó bị han đi ha. Đó, đây mọi người thấy không? Máy còn khá là mới. Rồi, thì giờ em sẽ vào vấn đề khởi động nhé. Thì đây là cái chốt cần e, trường hợp để lâu hoặc hết xăng, mọi người đẩy nó ra. Giật nó ho một tiếng, mọi người đẩy vô là xài bình thường. Đây là cái công tắc đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt nha. Rồi giờ em sẽ khởi động nhé. Ô, tê giật này. Mọi người thấy không? Còn khá là mới, khá là đẹp. Đời này bình xăng tự động nên là đây nó sẽ có một con ốc ganti. Nếu mọi người bị thiếu ganti, mình sẽ vặn trực tiếp bàn tay là tăng lên, vặn theo kim đồng hồ là sẽ tự to lên nhé. Cứ vặn to nó sẽ càng to. Giảm thì nó sẽ nhỏ lại. Xuống là tắt. Rất là đẹp luôn. Rồi, đây. Thì giá của em này là 2.200.000 đồng nhé. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên có ship toàn quốc nha. Phương thức thanh toán quý khách hàng chốt cọc trước 200-300 ngàn tùy theo khu vực xa hay gần nhé. Khi nhận máy thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, phí vận chuyển là 100.000 đồng. Quý khách hàng cọc trước 500 qua đường tài khoản đó, ngân hàng ấy, thì em bên em sẽ bao ship cho mọi người nhé.